Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Lương Sang App. Thì trong video ngày hôm nay mình lên tâm sự với anh em một tí về con game 55GG. Thì nhiều anh em cũng có một thắc mắc là hiện giờ là có thể đầu tư vào con game 55GG hay không. Mình khẳng định với bạn một câu luôn là không. Mình sẽ phân tích trong cái video này nha các bạn. Thì cái con game 55GG á, là nó có cái biểu tượng như thế này nha các bạn. Thì nó hoàn toàn là giống 100% với con game Gold Farm cũ, mà con game đã sập rồi các bạn. Con game Gold Farm thì đã sập rồi, nhưng vẫn có nhiều bạn hỏi mình là tại sao là anh lại nói nó sập trong khi em vẫn còn vào bình thường. Thì thật sự là những bạn này chắc hẳn là người mới các bạn, và chưa thực sự hiểu về những con app kiếm tiền online mà đã vội vứt tiền vào đầu tư. Thì thực sự cái định nghĩa của một con app sập không phải là các bạn không truy cập vào được nữa thì mới gọi là sập, mà các bạn không rút tiền được thì nó đã gọi là sập. Các bạn vẫn vào bình thường, vẫn nạp tiền được nhưng mà rút tiền không được, thì đó mới là nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với các bạn không truy cập được nữa. Và những bạn nào không biết vẫn vào tưởng con app hoạt động bình thường và vẫn nạp tiền, cái điều đó rất là nguy hiểm các bạn. Thì cái con game Gold Farm á, hôm nay là ngày 10 tây tháng 4, nó đã sập vào ngày là 26 tây tháng 3, và kể từ ngày 26 tây tháng 3 đó là tất cả những lần rút tiền đều là không thành công và bị treo hết các bạn. Và nó hẹn là ngày 1 tháng 4 thì sẽ giải quyết, nhưng mà hôm nay là ngày 10 tháng 4 vẫn chưa có giải quyết gì hết các bạn. Nói chung á là những con game nó hoạt động cái mô hình giống như là một cái mô hình kim tự tháp và mô hình đa cấp các bạn. Tuy rằng là nó có kết hợp với lại casino, nhưng mà có cái mô hình đa cấp thì sớm muộn gì nó cũng phải sập thôi các bạn. Nó sập theo nhiều nguyên do, là một cái người đứng đầu người ta sẽ có một cái kế hoạch vào một ngày nào đó, hoặc là cái chỉ tiêu người ta là kiếm được bao nhiêu tiền đó người ta sẽ cho áp sập, hoặc là khi nào đó quá ít nhà đầu tư mới và nguồn tiền vào nó ít hơn cái nguồn tiền mà người ta phải trả cho những nhà đầu tư cũ thì người ta cũng cho áp sập. Và sẵn tiện đây mình nói luôn với các bạn á, cái tựa game 55GG này nè, và con game King và con game Happy Pit Slot nó là chung một chủ nha bạn, chung một đường dây và nó liên kết với nhau. Mình dùng cái tài khoản của bên con game Gold Farm để đăng nhập vào 55GG được, cả những cái tài tất cả những cái tài sản nông trại của bạn á, nó sẽ hiển thị trong con game 55GG này, nó y hệt như là bên trong con game Gold Farm luôn. Nhưng mà khi các bạn rút tiền thì nó vẫn treo nha. Bạn vào cái tài khoản của bạn được, nhưng mà khi các bạn rút tiền nó vẫn treo, tại vì nó có liên kết với nhau và nó y hệt nhau 100%. 55GG nó chỉ ra mới ra vào tháng 2 và nó đã lên kế hoạch trước nha bạn. Nó sẽ cho con game King và con game Happy Big Slot sập, tại vì bên đó là nhiều bạn đầu tư từ sớm và bây giờ đang ngồi hưởng lãi, nó phải trả lãi cho những nhà đầu tư sớm rất là nhiều, và những bạn tuyển cấp dưới ăn hoa hồng rất là nhiều, cho nên bây giờ nó phải là đánh sập và nó bắt đầu lại từ con game 55GG, bắt đầu cho các bạn là những nhà đầu tư mới, bạn và những bạn mới chưa biết đầu tư vào con game 55GG để nó tái lập lại cái vòng tiền các bạn. Thì bên những con game kia cái vòng tiền mà nó trả quá nhiều đi, nó phải cho sập để nó bắt đầu lại với con game 55GG này. Và chỉ những cái tài khoản nào đầu tư mới, những cái tài khoản tạo mới, tài khoản ngân hàng mới từ ngày 2 tháng 4 trở lên thì các bạn mới có thể rút tiền được, còn những tài khoản cũ từ ngày 2 tháng 4 trở về trước là các bạn không thể rút tiền được. Nói chung là bây giờ những bạn đầu tư mới thì rút tiền được, còn những bạn cũ á, thì cái số tiền nó vĩnh viễn sẽ không rút được. Các bạn cũng đừng có tin vào những cái lời hứa hẹn của nó làm gì. Mình đã lên những cái video để mà cảnh tỉnh các bạn ra. Và sau đây mình sẽ chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của mình là có nên đầu tư tiếp tục vào cái con 55GG không các bạn. Thì thí dụ các bạn đang làm ăn với một cái người nào đó, một đối tác của bạn, hoặc là bạn chơi với một người bạn của bạn họ không giữ uy tín và họ lừa gạt bạn thẳng mặt luôn. Bạn rút tiền người ta không cho bạn rút, nhưng mà bây giờ người ta tiếp tục người ta ra một cái con game mới để cho các bạn chơi vào, các bạn có chơi không? Đó, thì theo cái quan điểm mình suy nghĩ như thế này nha. Thì cái con game 55GG này đối với những các bạn có tài khoản cũ bên Happy Big Slot á, thì bây giờ các bạn đăng ký một cái tài khoản ngân hàng bên kia rồi, thì đại đa số những người đã đăng ký tài khoản ngân hàng bên con game cũ bây giờ sử dụng cái tài khoản ngân hàng đó để mà đăng ký bên con game 55GG này, thì nó sẽ không có việc rút tiền cho bạn. Thì rất nhiều người người ta sẽ không có đăng ký được, và rất nhiều người người ta đã mất lòng tin vào cái con game Gold Farm, cho nên bây giờ nó muốn kiếm lại cái số lượng người đầu tư nhiều như trước tất nhiên là một điều không thể nào. Và cái nguồn thu chính của nó là từ cái những cái tựa game casino có ở trong cái
con game cũng sẽ giảm sút đi rất là nhiều. Cho nên á, theo cái quan điểm cá nhân của mình thì cái con 5 năm GG sớm muộn gì nó cũng sập luôn các bạn, cho nên là mình khuyên các bạn không nên đầu tư vào con 5 năm GG nha các bạn. Còn theo quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào thì bạn hãy để xuống dưới phần bình luận cho mọi người cùng tranh luận nha. Và hiện tại thì mình thấy cũng có rất là nhiều bạn YouTuber review về con 5 năm GG, và để đường link phía dưới cho nhiều bạn đăng ký tải game để họ hưởng hoa hồng. Thì thực sự là mình chia sẻ thật lòng là các bạn không nên đầu tư, vì cái người ta lừa gạt bạn thẳng mặt rồi, bạn vẫn còn cố tình bạn đem tiền dâng hiến cho người ta thì mình cũng không còn là lời gì để nói các bạn. Thậm chí là rất nhiều bạn cũng không biết định nghĩa một con app sập là như thế nào, vẫn ném tiền vào đầu tư. Thì hôm nay mình làm video này hy vọng là bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề, và chúc tất cả các bạn á, sau này khi đầu tư bất cứ một cái gì cũng phải nên tìm hiểu và dự trù trước được cái rủi ro. Bởi vì khi bạn quyết định đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì thì nó luôn luôn có những cái rủi ro riêng của nó.